Lectio Divina, tác phẩm Thưởng thức lời Chúa. Nguyên tác: Savoure la parole de Dieu, Father Bernard Gordon, Therese Trần Thiết và Father Bảo Tịnh, Oasis, chuyển ngữ. Tủ sách Đan viện Si Tô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang. Phần thứ ba: Công bố lời Chúa. Hẳn chúng ta đều biết đoạn sách Ezekiel kể về ơn gọi của vị ngôn sứ: Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy. Mở miệng ra mà ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Tôi nhìn thì kìa, có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt tôi. Ngài phán với tôi: Hỡi con người, thấy gì cứ việc ăn. Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Israel. Ơn gọi của Ezekiel tiêu biểu cho ơn gọi của mọi ngôn sứ, và trong mức độ nào đó cũng là tiêu biểu cho ơn gọi của mọi tín hữu. Mà Công đồng Vaticano II đã nhấn mạnh ba triều kích: tư tế, ngôn sứ và vương giả của bí tích thánh tẩy. Lời đã bắt đầu và hoàn tất chu kỳ sinh trưởng nơi người đón nhận, khao khát, và lời lại bắt đầu kiện toàn một chu kỳ khác nơi mỗi người. Tất cả những ai đã được thánh tẩy đều bởi lời mà sinh ra, được lớn lên trong lời. Và vì lời nên mỗi người phải trở nên sứ giả của lời. Thánh Phaolô đã nói: Vì có được cùng một lòng tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Và từng Kitô hữu chúng ta cũng phải nói như thế với thánh nhân. Do đó những câu hỏi sau đây được đặt ra là: Chúng ta công bố lời nào, công bố như thế nào, công bố ở đâu và khi nào? Chúng ta công bố lời nào? Trong Kinh Thánh, ngôn sứ là người nói lên lời của Thiên Chúa. Ông không nói ra lời riêng của mình, nó chỉ là kết quả suy tư theo kinh nghiệm cá nhân ông. Nhưng ông công bố lời mà ông ý thức là đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, như một linh hứng, một ánh sáng nội tâm làm ông khám phá ra một diễn nghĩa cho những sự kiện tương ứng với kế hoạch của Thiên Chúa cho lịch sử nhân loại. Mỗi người sẽ diễn tả kinh nghiệm kia
theo phong cách riêng của mình. Isaiah nói rằng một seraphim đã dùng cục than hồng lấy từ bàn thờ quệt vào miệng ông để thanh tẩy ông. Một trong các thần seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng. Người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Ngài đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội." Còn Jeremiah thì được chính Thiên Chúa chạm vào miệng ông. Rồi Thiên Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: "Đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi." Ngay đầu chương này đã trích dẫn ơn gọi của Ezekiel được ông kể lại cách thực tế hơn. Tiếng Do Thái ngôn sứ Naba nghĩa là chảy ra từ nguồn suối. Ngôn sứ được liên kết với nguồn suối thiêng và lời từ đó chảy ra. Tiếng Hy Lạp và tiếng Pháp cũng bắt từ gốc này. Nói cho ai? Ngôn sứ là người nói cho Thiên Chúa, nói từ phía Thiên Chúa, nói nhân danh Thiên Chúa. Ngôn sứ để Chúa dạy dỗ và cho Ngài mượn miệng lưỡi của mình, lấy làm của mình lời của Thiên Chúa. Dĩ nhiên khi công bố, ông tô điểm lời kia theo cá tính, theo văn hóa và bằng ngôn ngữ riêng của mình, nhưng không phản bội sứ điệp đã nhận lãnh. Ở cương vị và với danh phận của mình, ông làm chứng và truyền đạt cho người khác những gì ông đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Như Isaiah tuyên bố: "Thiên Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui." Theo cựu ước, ngôn sứ đón nhận lời để truyền đạt lại. Lời nằm trong miệng ông như ngọn lửa. Ông không thể giữ lâu trong miệng, nhưng nóng lòng truyền giao. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt, còn nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Bậc hiền nhân nói về Elia rằng lời Ngài nóng bỏng như ngọn đuốc. Thầy Giê-xu cũng không nói điều gì tự ý riêng mình. Là ngôn sứ hảo hạng đã được Môsê loan báo cho thời cuối cùng, Thầy đã nhận mọi lời từ Cha, được Cha chỉ giáo trong mọi sự. Thầy đã diễn nghĩa về Cha mà chưa một ai đã từng thấy. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. Ngôi lời đã làm người, đã mặc lấy thân phận con người. Tất cả cuộc sống của Thầy là để làm chứng cho Cha, ở giữa công chúng hay trong chỗ riêng tư, khi giảng dạy cũng như khi sống đời giản dị, bình thường như mọi người. Anh chưa biết Thầy ư, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Trong Tân Ước, kẻ rao giảng được xem như người phục vụ lời, người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, là người phục vụ và chứng nhân của thị kiến, và có lẽ rõ nhất là với tư cách là tôi tớ của lời, người phục vụ lời truyền lại cách trung thành những gì đã nhận được. Qua họ, Thiên Chúa tiếp tục nói và nói bằng lời nói của loài người. Ơn gọi ngôn sứ của Kitô hữu được định vị ở đây. Thầy Giê-xu đã nói cả rồi, phần chúng ta phải làm sao cho lời Thầy được vang dội đến mọi người trong thời đại của mình. Thầy đã là người chú giải về Cha, còn chúng ta hãy là người chú giải của lời. Ta hãy tìm cách nói về Thầy, về Chúa Giê-xu Kitô, chứ không phải nói về mình. Như Thánh Phaolô nói: "Hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Chúa Giê-xu Kitô, mà là Chúa Giê-xu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá." Chúng ta là những người phục vụ lời, chứ lời không phải phục vụ ta. Phần chúng ta trước hết phải nghe lời. Ai không nghe lời từ bên trong
Kẻ ấy sẽ chỉ giảng lời Chúa cách vô ích ở bên ngoài. Vì mỗi sáng Ngài đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Trước khi mang lời đi, phải để lời mang ta đã. Trước khi gieo lời, phải để lời gieo hạt trong ta đã. Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy. Mở miệng ra mà ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt tôi. Mối tương quan giữa việc để lời nuôi dưỡng và tuyên xưng lời là tất nhiên. Việc công bố phát xuất từ việc được lời đồng hóa. Nếu việc này chưa có, thì việc kia chẳng thể có được. Người môn đệ phải nghe trước khi nói. Việc chọn lựa một phần trong đoạn Kinh Thánh cũng thế. Đưa ra một sứ điệp bị cắt xén là một cám dỗ rất thường xảy ra. Người ta không thể chỉ chọn câu này mà loại bỏ câu kia, nhưng phải đọc toàn diện. Nếu chỉ giữ phần mang lại lợi ích riêng hay vì thuận lợi hơn cho thính giả, thì chẳng khác nào xé một cái áo choàng không đường may, cũng gần như rơi vào lạc giáo. Điều mà tác giả sách Khải Huyền nhấn mạnh về tác phẩm của Ngài cũng phải ứng dụng cho toàn bộ Thánh Kinh. Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực, ai mà thêm điều gì vào đó thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này. Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây sự sống và thành thánh, là cây và thành mô tả trong sách này. Một thế kỷ sau, Origen đã đếm được con số các nhà chú giải cắt xén lời Chúa trong đám người hành hạ Chúa Kitô. Ngôn sứ là người trung thành, không buôn bán, cũng không cháo trở lời, mà chỉ là người tôi trung của lời. Thánh Phaolô đã từng nói với các tín hữu ở Corinto: thật thế, chúng tôi không phải như nhiều người, những kẻ xuyên tạc lời Chúa, mà với tư cách là những người trung thực, được Thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Ngài trong Chúa Kitô. Ngôn sứ cũng không chiếm chỗ của Thầy và chỉ công bố sứ điệp của Thiên Chúa, chứ không phải sứ điệp riêng của mình. Lời nhắc nhở của Công đồng Vaticano II gửi các linh mục cũng là cho mọi Kitô hữu. Trong mọi trường hợp, phận sự của các ngài không phải là giảng dạy sự thông biết của mình, nhưng là giảng dạy lời Chúa. Luôn luôn phải lưu tâm tránh dùng lời mặc khải phục vụ cho một ý thức hệ riêng tư. Cũng thế đối với việc học hỏi lời Chúa, nhất là những người có trách nhiệm giảng dạy lời Chúa dưới bất cứ hình thức nào, như trong nhóm cầu nguyện, tân tòng hay giáo lý, chuẩn bị đón nhận ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức hay hôn nhân. Nếu được, nên theo các khóa học hay huấn luyện do các tổ chức đã được thành lập cho mục đích này. Nếu không được hướng dẫn nghiêm túc, liệu ta có thể đọc Cựu Ước mà không tránh được đối mặt những khó khăn, có thể làm ta ngã lòng hoặc nghiêng về một lối đọc của trào lưu chính thống cực đoan, chứ không phải cách đọc Kinh Thánh của Kitô hữu? Đối với Tân Ước cũng vậy, ta có thể chỉ đọc cách hời hợt. Việc học hỏi lời Chúa cách chuyên chăm là một yêu sách chính đáng cũng như với các môn học khác. Nó giúp ta tiến sâu hơn vào mầu nhiệm của lời để từ từ đạt tới chân lý viên mãn như Thầy Giê-xu đã hứa. Hơn nữa, nó còn giúp ta cập nhật mỗi ngày những vấn đề của thời đại và hội nhập với sự phân định sáng suốt kết quả của những nghiên cứu mới. Thỉnh thoảng ta cũng nên tự hỏi mình về gương mặt của Thầy mà ta vẫn giới thiệu cho những người anh em, cho trẻ em, đặc biệt cho các bạn trẻ.
Có phải một Giê-xu siêu sao, một Giê-xu hippie hay một Giê-xu cách mạng? Một Giê-xu chỉ được nhìn dưới góc cạnh người, hay một Giê-xu mà Phêrô đã tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Hay như Tô-ma: Lạy Chúa, Thiên Chúa của con. Hoặc như viên đội trưởng lính Roma dưới chân thánh giá: Ông này quả thật là Con Thiên Chúa. Hay như thánh Phao-lô diễn tả trong các thánh ca về Chúa Kitô. Hay như đấng mà Gioan mô tả trong các thư của Ngài: Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em. Không phải lời nói của chúng ta cứu rỗi được nhân loại, mà là Giê-xu, lời hằng sống duy nhất. Chính là Thầy, là lời mà ta phải công bố. Vui lòng đón xem kỳ tới, ta phải công bố lời Chúa như thế nào. Chân thành cảm ơn Father Marie Bảo Tịnh Osis. Hẹn gặp lại.